Như vậy rõ ràng anh bị mắc bệnh. Bệnh này có thể là do chứng rối loạn nội tiết nam giới, mà đặc biệt là testosterone thấp thì cái khả năng xuất tinh nó rất là kém, mà thậm chí không xuất tinh. Anh cần phải đến bệnh viện tâm nam khoa với các thầy thuốc có nhiều kinh nghiệm để khám và chẩn đoán bệnh, và từ đó có phác đồ điều trị cho anh. Bệnh này hoàn toàn chữa được.